Ok, như vậy là chúng ta lại gặp nhau qua cái màn ảnh nhỏ của kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Hôm nay mình sẽ vào trong đây mình review một chút xíu là cái bản cập nhật mới nhất tại con game Lost Container, và mình đã lên trên máy một cây đồ được xem là nó mát pin ngay ở cái ạc của mình nha anh em. Thì ở ngoài màn hình các anh em nhìn vào là mình đang sở hữu một cái con nhân vật có tên là Ika, và ngay và luôn tại cái con game là Lost Container phiên bản mới nhất ngay thời điểm hiện tại nha anh em. Thì mình sẽ vào trong đây chia sẻ review cho anh em là cái phiên bản mới nè, và nhân vật mới của mình đã lên được những gì. Và trong khi các anh em xem video thì tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, đừng quên bật luôn cái chuông thông báo nha anh em. Và khi up cái video này lên thì mình xin cảm ơn tất cả những anh em đã ủng hộ, đã theo dõi kênh của mình, đặc biệt là có anh Mạnh đã hỗ trợ rất là nhiệt tình để cho mình làm những cái like và những cái clip được hoàn thành tốt đẹp. Cảm ơn anh Mạnh rất là nhiều. Thì mình sẽ vào con nhân vật nha anh em. Ở ngoài màn hình nhìn vô thì các anh em nhìn vào cái góc trái màn hình. Khi ở ngoài nhìn vô, ở góc trái màn hình cho chúng ta là cái icon nó sẽ sửa lại một phần nào đó. Lúc trước ở trên đầu là một cái thanh là SD, kế đó là HP, ở dưới là mana và cuối cùng là anh ghi. Còn bây giờ thì người ta đã chỉnh sửa lại đâu đó cho một chút xíu gì khác. Mỗi phiên bản là mỗi cái cập nhật khác anh em, không để cho các anh em quen mắt, để cho những cái mới nhất ập và ùa tới tất cả các anh em sẽ nó dễ chịu hơn khi chúng ta gia nhập game. Thì mình sẽ vào cái con nhân vật chính của mình cho các anh em xem là mình đã lên những gì và có những gì. Khi mà hôm nay là mình không có quay clip, không có review, không có like tại cái con game này, thì điển hình các anh em nhìn vào là mình đã có set 1K3 của cái con IK. Thì cái cột cho chúng ta là cột cộng 15 nè và cộng 20 nha. Như vậy là nó đã quá tuyệt vời anh em. Cái điểm thưởng mai của mình là 125. Các anh em nhìn cái chỉ số khi mà cộng 20 ở dưới nó lên rất là cao, nó lên tới là 1200 rồi 2000. So với cái set của Manti thì nó đã lên rất là nhiều. Lúc trước mình đã có một clip review là một cái set K3 của cái con Dutch White so với cái set Manti của cái con Dutch White thì hai set nó sẽ chênh lệch rất là nhiều. Và đây là cũng một cái set K3 của con IK, thì mình nhắc lại là nó sẽ hơn và mạnh hơn, khỏe hơn cái set Manti rất là nhiều anh em, vì đây là một cái set đồ gần cuối. Hiện giờ người ta đang sử dụng một cái set là Apple, người ta không chơi Samsung hay là iPhone nữa, mà người ta sẽ chơi Apple anh em. Apple là cái set K4 có hình hài là màu đỏ nha, và mình chưa có chạm chân tới đâu. Chừng nữa nếu có dịp thì mình sẽ lồng vào cái ạc của anh Mạnh, mình sẽ review cho các anh em xem một cái set cuối cho anh em. Hiện giờ level 1K5 nhưng set ở giới hạn chỉ là 1K4 để cho các anh em không có bị nhàm chán, không có bóp càng qua mặt được cái level nha anh em. Thì các anh em thấy là đội của mình sẽ là 5-1, không còn cái từ nào diễn tả được nha anh em, rất là tuyệt vời anh em à. Mình sẽ cho anh em xem để vào trong đây chiêm ngưỡng. Vì là set đồ thông tin mình đã có review, mình chỉ vào trong đây cho các anh em xem. Từ ở trên là cái 1 cộng là 20, cái đó là Harmony, và tiếp đó là chúng ta có được cái điểm là điểm thưởng mai. Set của mình thì 5-1, và đặc biệt là mình có thêm một cái giày S3 up cho không có lúc nha anh em, nhưng mà vẫn dội lên được cộng 20. Và hiện tại người ta đang có nhân S nè, và đang có up cái event tỷ lệ nâng cấp phần trăm. Thì hôm nay mình đã có nâng cấp được một hai món, mình test nhân phẩm anh em. Và điển hình như một cây kiếm 1K3 của mình đi, khi mà mình cộng lên 17 thì nó quá ép tim anh em. Mình chỉ còn 2 viên bùa trao thôi, không thể tiếp tục. Nếu mà còn tầm khoảng 10 viên bùa trao thì mình sẽ tiếp tục cộng cho em máy lên 20, nhưng mà nó lên 17 rồi. Và mình nhìn lại cái gương đồ chỉ còn 2 viên bùa trao, nên không thể nào mà tiếp tục cuộc hành trình chinh phục cái là cộng 20 được, nên mình tạm dừng chân ở đây anh em. Và đây, đây là một cái con thân công báo, báo quá báo chứ không phải là con cáo anh em. Đây mình gọi là cái con báo. Vì sao mình gọi con báo? Vì là anh Mạnh anh tốn rất là nhiều bơi trong đây. Nếu mà so ra cái tiền mà bơi đập vào cho nó lên 20 thì mình mua được cái 8 con nữa anh em. Nói hơi quá chứ 8 con đó anh em. Anh đập đâu hình như là 6-7 lần xịt hết. Trong khi đó là cái ngày đầu tiên ảnh đập lên là 3 con của ảnh lên 20. Và tiếp theo đó là đập giùm một ông anh cũng lên 20. Và ảnh kêu mình đưa ạc, ảnh đập lên xịt cho 3 lần hay 4 lần gì đó, ảnh không phục. Qua lại ngày hôm sau, ảnh lòng ạc, ảnh vào ảnh quất thêm 2-3 nhái nữa. Thì ra cái con này là cái con thằng công báo chứ không phải là con cáo anh em. Cái anh em kêu cáo là nó sẽ sai lệch đi phần nào. Và đây cũng là một cây kiếm.
cái kiếm này và set này mình đã đổi từ cái set đồ của cái con Dash Y qua cái con IK. Và mình đã chuyển từ con Dash Y qua cái con IK, mình đã phẫu thuật chuyển giới cho em ấy. Và cũng là một tay của anh Mạnh đã hỗ trợ cho mình có được một cái set đồ, có được cái kiếm. Qua cái kiếm này thì ở cái mức độ làm anti, và ảnh đã tặng cho mình là 9 viên mai. 9 viên mai mình đã đập ra dòng lúc các kiểu, và nó được may mắn là nó cho là 3 hộp. 3 hộp thì mình đã cộng lên cho em ấy là cộng 17 luôn. Và mình sẽ khảm ma phương vào trong đây xem coi cái độ may mắn của mình nó có lên được max liver hay không. Chứ hiện tại á thì anh Mạnh anh không dám đụng tới gạt mình nữa đâu anh em. Đảm bảo luôn, nếu mà anh có nghe được là anh chắp tay anh lại luôn. Anh lại gì? Anh lại con báo anh em. Đậu xanh báo, quá báo anh em. Và đây là một cái win mình đang chơi tạm thời. Vì sao là tạm thời? Vì cái win này nó được cộng cho chúng ta là 15, chưa phải là max pin. Và kèm theo đó là những dòng hỗ trợ không có gì là bắt mắt hay là cao sang, chỉ được một cái viên 4 cho chúng ta một chút xíu lượng nào đó là thủ, và nâng cấp thêm một chút xíu nào đó là đam. Nên điển hình thì là mình chơi cái viên này viên tạm. Nếu mà mình có vốn thì mình mua cái viên tầm khoảng là 10k hơn. Còn ngay thời điểm hiện tại thì mình sẽ dùng cái win này để đi chiến, đi BK hoặc là đi nghịch đồ với tất cả anh em. Clip sau mình sẽ làm một cái live đi BK, đi duet tay đôi với một số anh em có khi mà xem live hoặc là đi gạ kèo các kiểu nha anh em. Qua nhìn vô màn hình thì mình còn thiếu cặp E4, nếu mà có cặp E4 nữa thì nó sẽ rất là đều nha anh em. Và cái dây chuyền của mình thì mình đi theo là thiệt hại hoặc chắc nè. Nếu mà mình đi theo là cấp độ tăng đam theo liver á thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà cái dòng đó thì mình chưa có nha anh em. Mình chỉ có là một cái dòng đó và hai ốp thôi. Và đây là một cặp nhẫn không có gì bắt mắt, chỉ là tăng giảm sát thương thôi. Đúng ra khi mà mình chơi một cái con IK cho nó lên max pin thì phải cần có một cái con đại quỷ shop, và kèm theo đó là một cái ban cho chuẩn. Hiện tại mình đang sở hữu một cây đồ như vậy thì mình đi theo một cái hướng là BWB. Thì hiện giờ mình đang có một cái ban BWB thì mình đang kiếm những cái slot. Mình đã kiếm được một cái slot đây, một slot chỉ là một slot 7 thôi, chừng nữa mình sẽ mua bắp xanh mình nâng lên cộng 10. Mình còn thiếu là 1, 2, 3 cái slot. Các anh em thấy nè, mình đã có slot cuối nè và có slot thứ tư, và mình kiếm một cái 1, 2, 3 nữa mình khảm vô một cái ban là BWB, chừng nữa mình sẽ đi BK đi nghịch đồ các kiểu anh em. Và tiếp theo chương trình thì mình sẽ lên trên map để mình khảm ma phương vào cây kiếm của mình xem nó sẽ ra những cái dòng gì. Thì lúc trước mình đã có khảm vào cái set đồ của mình, nó ra rất là ngon lành, rất là im luôn. Ba món đầu là nó ra super và đam, hai món sau nó ra là anh ghi và HP, hai món sau cỡ như là phi shop. Và đặc biệt nó ra cho mình cái win là cái dòng là super và cái dòng đam. Còn cây gãy của mình thì ra cực kỳ tuyệt vời, hai dòng đam. Thì bây giờ mình sẽ test nhân phẩm vào con IK xem là nó ra những gì nha anh em. Thì các anh em muốn khảm ma phương thì lên cái map là Archangon. Lên cái map trên đây, các anh em đi theo hướng là 11 giờ chứ chưa phải 12 giờ nha. Đây cái hướng này, cái hướng 11 giờ. Chạy lên đây nó mới được là 12 giờ, chừng nào mà mình chạy thẳng lên nữa nó mới gọi là 12 giờ. Hay là đi lại đây mình nhảy cầu anh em. Thôi cũng không cần nhảy cầu đâu, mình đi lại đây mình khảm ma phương trước đi. Tại vì đời nó còn dài, mình còn yêu đời lắm anh em, không có nhảy cầu đâu. Thì vào trong đây mình sẽ khảm ma phương. Thì cái dòng bên đây là cái dòng nâng cấp, nó cho chúng ta là nâng cấp từ là Life là sinh mệnh, cái đó là sột và B. Đây là mình đã có review và hôm nay mình chỉ vào nhắc lại cho anh em biết thôi. B thì nó ra cho chúng ta 3 hộp, và cái dòng sột thì nó ra cho chúng ta là 2 hộp. Cái dòng đầu là tệ nhất, chỉ có 1 hộp thôi. Nhưng mà các anh em biết là có chồng đỡ ở giá nha anh em, có ở ấp nào đỡ hơn ấp nấy. Và mình sẽ bỏ vô là một cái kiếm, mình sẽ bấm chữ đồng ý. Đồng ý này nó sẽ ra random cho chúng ta. Hiện giờ mình đang có 5 viên ở bên là ma phương sụt, thì mình sẽ bỏ vào trong đó là cái kiếm ma phương sụt. Nó sẽ ra random xem là cái dòng của mình nó sẽ ra như thế nào. Bấm ngay vào luôn, tại vì nó sẽ 100% lần. Nó tăng cho chúng ta hai cái dòng này cũng gọi là tạm được, vì cái dòng ở trên là cái dòng tăng ENE và cái dòng ở dưới là cái dòng đam. Thì như vậy nó cũng có một phần nào đó là ngon lành. Ở trên đây cái dòng, nếu mà cái dòng chuẩn á thì cái dòng không có khi nào mà chuẩn được, vì đây là nó ra hên xui chứ nó không phải là ra phần trăm, ví dụ là 5% dòng này 10% dòng kia, mà cái này nó ra hên xui anh em. Thì hiện tại mình còn 4 món mình sẽ khảm vào ở trong cái set đồ luôn, vì mình chơi theo cái hướng là trải nghiệm, cái hướng test nhân phẩm chứ không phải chơi theo cái hội max pin. Và tiếp theo mình sẽ bấm cái này ra, mình sẽ cho vào em nấy là một cái mũ.
Tiếp theo đó là mình sẽ nâng cấp em ấy lên, xem ra cái dòng gì, nó có đẹp hay không. Và cái dòng SG và thêm một cái dòng RAM. Và nó ra cái dòng này cực kỳ ngon cho cái con IK. Vì con IK các anh em biết không, IK nó sẽ dựa vào SG và nó dựa vào Anki. Thì nó ra cái dòng trên cho mình là SG, cái dòng dưới là RAM. Thì không còn nước chấm mà để chấm anh em, nó quét hết luôn rồi anh em à. Thừa thắng xong lên mình sẽ tiếp tục tới cái áo. Xem là dòng gì nha anh em. Và cho chúng ta là dòng đam. Và cái dòng này là dòng chuẩn. Nếu ra được cái dòng này là nó cực kỳ cái dòng chuẩn hai ớt. Các anh em nhìn cho kỹ cái áo mình nha. Chỉ là một lần duy nhất thôi anh em. Và hầu như cái lần này mình thấy là nó khá thuận lợi. Vì mình đã khảm 3 món là ra không có món nào tệ hết. Không có món nào phi shop hết. Món nào cũng bận được hết anh em. Thì nó rất là ngon lành. Tiếp theo thừa thắng xong lên nữa nghe anh em. Và tiếp theo tới cái quần đùi. Cái quần đùi rất mong là nó ra y gan cái dòng Madpin như hồi nãy. Là cái dòng gì đây? Một cái dòng Wix và một cái dòng Maximum MB. Đây là cái dòng gáp. Là chúng ta có thể là phi shop được. Phi shop là chúng ta có thể là tẩy nha. Chứ đừng có bỏ cái quần này nha. Bỏ cái quần này là đuối lắm anh em. Thì mình còn một viên mình sẽ khảm vào cho đó là một cái tai nha anh em. Chứ mình đừng có tẩy. Chừng nào mình tẩy thì mình hả có ma phương nhiều mình hả tẩy. Còn hiện giờ mình chỉ khảm cho nó đẹp clip, cho nó đủ trang bị thôi. Chứ không có cần mà phải lấy một cái dòng Madpin, lấy một cái dòng chuẩn. Vì lấy một cái dòng chuẩn cực kỳ khó. Những anh em nào mà chơi như cái hệ là top, cái hệ là BK khô máu, cái hệ là phải cho có tiếng, thì người ta cần thiết phải lấy cái dòng chuẩn. Vì khi mà khảm ma phương được rồi, các anh em ở cái chế độ là 70% đam, khi chúng ta khảm được một cái dòng chuẩn thì chúng ta sẽ hơn được người ta là 30% đam. Ví dụ là hai con IK ngang trình với nhau, ngang đồ với nhau, ngang level với nhau, một bên khảm ma phương và một bên không khảm, thì chắc ăn là cái bên không khảm nó sẽ bị chàm bẹp nha anh em. Cái đó mình nói tóm tắt cho anh em dễ hiểu. Và đây là một cái món đồ sau cùng và cũng hết ma phương để khảm. Ra cái dòng gì MB của cái dòng này. Thì như vậy là mình ra được 3 món ngon. Và cũng như clip trước, 3 món ra đồ web và 2 món ra đồ thường. Thì hiện giờ cũng vậy, mình 3 món kiếm nè, nón và áo thì mình ra những dòng web. Và tiếp theo quần và tay mình sẽ ra dòng thường. Như vậy thì nó đã quá đẹp rồi anh em. Và trong khi xem tới đây thì các anh em thấy sao về một cái clip của mình và thấy sao về con nhân vật của mình khi mà mình đã khảm cho em ấy là tương đối là ổn định từ Win 4 cho tới set đồ cộng 20, vũ khí cộng 17 kèm theo đó là cáo Liga. Thì anh em hãy góp ý comment để cho cái clip của mình càng ngày càng phát triển nè, để cho cái clip mình làm càng ngày càng chuẩn chu hơn. Khi mà những anh em nào bờ gồ của IK có những ý kiến thủ thuật gì hay, hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha. Cảm ơn tất cả anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video clip của mình. Và video của mình review sẽ xin tạm kết thúc tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.